Tao mai được đụng vô. Cái đứa con ngồi lại kia ăn. Ừ, ăn những gì? Ăn vừa ăn với bọn kem. Mua gà rán ra hả? Là mua gà rán về nhà hả? Hả? Thì nhà có ăn, có ăn là bao quay. Ráng nó phải tự tiền, nó có bằng kem nữa. Đúng thủ nữa kìa. Nằm sao quá, còn bằng mười lắm kem đó. Ủa cái đậu chưa?
Còn qua phút cuối anh quay đây anh đã lắm. Anh chát rồi, một phút à. Ở canh đi nè.